Hyundai Accent xuất sàn nha các bạn, 2019. Xe mới chạy có 10.000 cây à. Như xe Rodai chẳng khác gì. Để mình chạy thử vòng coi em nó như thế nào. Accent xe phân khúc B nha các bạn. Được mệnh danh là một trong những chiếc xe nhiều option nhất của phân khúc B. Option rất nhiều ha. Xe xuất sàn màn hình nè. Có bản đồ dành riêng cho Việt Nam luôn ha. Vô lăng bọc da, trợ lực điện, đèn LED ban ngày, camera lùi, rồi cảm biến lùi, rồi đầy đủ ha. Chạy rất là sướng. Xe Accent này đang rất là hot nha các bạn. Xe này hãng không còn hàng giao luôn. Đó, xe mới 10.000 cây 2019 nha. Như xe mới luôn, chẳng khác gì hết trơn. Đó. Thời điểm bây giờ là xe không có giao luôn ha. Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh Xe Cũ Sài Gòn nha. Mình là Lê Trương, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ nha. Trước mắt các bạn đây là chiếc xe cực kỳ hot hiện nay luôn, Hyundai Accent, máy 1.4 số sàn 2019 nha các bạn. Xe chạy được 10.000 cây, màu đỏ biển tĩnh ha. À màu đen, sorry các bạn, màu đen biển tĩnh biển 88. Nói chung tất cả các xe bên mình đều hỗ trợ rút gốc cho các bạn hết nha. Xe biển khác thì các bạn về được bấm biển mới của mình luôn. Đó, nếu cái việc mà biển số khác thì các bạn chẳng có gì phải lo lắng ha. Đó, mình quay xe mình để cho các bạn xem cái biển luôn. Đó, 88A27318. Nhưng cái việc biển số ở đâu các bạn cũng không có cần quan tâm cho lắm ha. Đó, biển khác tỉnh thì các bạn về được bấm biển mới cho mình luôn ha. Đó. Accent, một cái xe đang rất là hot nha các bạn. Hiện tại bây giờ thời điểm mà mình quay video cho các bạn là hãng không có xe giao luôn ha. Không có xe giao cho khách hàng luôn. Đó, một chiếc xe phân khúc B rất là nhiều option ha. Xe Accent này là một trong những xe mà được mệnh danh là nhiều option nhất của Hyundai, của xe phân khúc B. Đây, xe thì như mới thôi, mới chạy có 10.000 cây mà chẳng khác gì xe mới hết trơn. Nè, sạch bon hết. Xe này thì chuẩn luôn nha các bạn, như xe mới chẳng khác gì hết trơn á. Xe nó vừa về nó hơi dơ chút xíu các bạn thông cảm ha. Nên khi mà giao cho các bạn thì bên mình chắc chắn sẽ vệ sinh mấy gầm nội thất sạch bon hết. Giao cho các bạn xe thì tình trạng sạch sẽ nhất luôn ha. Đó, option rất nhiều. Camera lùi, cảm biến lùi. Đó, bản này bản đủ nha các bạn. Đó, đèn thuộc dạng là đèn 3D luôn á. Màu đen nhìn rất là mạnh mẽ ha. Xe này là form 2019 luôn, có đuôi cá, có cửa gió hàng ghế sau luôn ha. Đó, vỏ xe 10.000 cây thì như mới rồi, chẳng khác gì hết trơn. Còn cái mạc luôn nè. Đây, các bạn xem, còn cái mạc. Thấy chưa? Đó, phanh thì phanh 4 phanh đĩa luôn. Có phanh ABS, có phân bố là phanh điện tử rồi đầy đủ ha. Ok, có hỗ trợ phanh khẩn cấp rồi luôn. Vào nội thất cho các bạn xem nè. Đó, xe nó mới về nó hơi dơ chút xíu các bạn thông cảm. Nhưng mà mình quay cái chất xe nó như vậy thì khi mà giao cho các bạn chất xe nó còn đẹp hơn nữa ha. Nên các bạn xem tình trạng như vậy thì nó thực tế nhất luôn. Ghế nỉ nha các bạn, xe số sàn là ghế nỉ. Bản đặc biệt mới có ghế da ha. Xe này thì đăng kiểm xe 5 chỗ. Phía sau là 3 cái tựa đầu nè, 3 chỗ 3 cái tựa đầu. Đó. Ghế rất là sạch rồi, chẳng gì phải lo. Đây, cái mẫu này có cửa gió hàng ghế thứ hai luôn nha các bạn, là mẫu mới nhất hiện bây giờ luôn. Mẫu mới nhất hiện bây giờ mình nắm được thông tin là xe tháng 5 2019 là qua đổi mẫu, có cửa gió hàng ghế thứ hai và có cửa có cái đuôi cá phía trên nữa ha. Đó. Là mình nghe anh em nói như vậy. Đó, cửa nẻo rồi sạch bon hết ha. À, không có dấu hiệu tháo mở gì hết á. Nó hơi bụi chút xíu thôi, chẳng vấn đề gì. Từ đĩa tay, cửa gió hàng ghế thứ hai, làm lạnh cực kỳ nhanh luôn. Đó. Điều hòa tự động. À, điều hòa chỉnh cơ, sorry. À, có AC rồi đầy đủ. Ok, đây. Đây, các bạn để ý nè, những cái này người ta chưa lột ni lông luôn nè. Thấy chưa? Như xe mới chẳng khác gì bạn ơi. Xe mới Rodai. Thời điểm này hãng không có xe giao luôn. Ở ngăn chưa? Trần sạch bon. Khi ra cho các bạn thì bên mình sẽ vệ sinh sạch sẽ. À, cho các bạn xem cái thông số tiêu hao nhiên liệu của em nó nè. Ngoài đô thị chỉ có 4 lít 7 thôi, rất ấn tượng ha. Ở trong đô thị 7 lít. Chạy hỗn hợp chỉ có 5 lít 58 thôi. Nếu như đúng như nhà sản xuất mô tả thì cực kỳ tiết kiệm luôn. Rất tiết kiệm luôn. Đó, cái đuôi cá kìa các bạn. Đây nè. Cái đuôi cá nè, form mới mới có ha. Vào nội thất cho các bạn xem. Ơi. Gương gập chỉnh điện, lên xuống cửa. Lên mở cửa. Hyundai Accent 1.4 MT lắp ráp trong nước nha các bạn.
Đây. Cửa nẻ là ok hết. Đó, ghế nè. Ghế thì nó cũng có một số cái điểm vết bẩn trên đó, nhưng mà không sao đâu. Mình vệ sinh chút xíu là sạch bo à, chẳng vấn đề gì các bạn phải lo. Đây, 10.347 km nha các bạn. Km chuẩn luôn. Đó, này, ni lông thì còn chưa lột nè, ni lông trên màn hình nè, thấy chưa? Mình cho các bạn xem là xe đang nổ máy từ đầu giờ luôn ha. Đó, rất là phê. Đây, vô lăng bọc da trợ lực điện nha các bạn. Vô lăng và cần số đều là trợ lực bọc da hết ha. Để mình coi điện thoại đánh tay, volume, mood, mode, điều khiển và giọng nói rồi đầy đủ. Xe này bản này có cân bằng điện tử luôn nha các bạn. Độ sáng đèn. Đó, đèn, có đèn tự động luôn nha, ở ngăn chưa? Có đèn tự động bật luôn. Gạt mưa, có gạt mưa tự động luôn ha. Quá nhiều option nha các bạn, xe phân khúc B mà quá nhiều option luôn. Đây, có đề start top. Đó, chìa khóa smart key. Ở ngăn chưa? Nè, xe xuất sàn. Đó. Điều hòa thì chắc chắn là chỉnh cơ hết rồi. Màn hình 7 inch nha các bạn. Màn hình 7 inch. Anh xem nút nhấn hết. Đó. Cảm ứng luôn ha. Có bản đồ luôn. Bản đồ này dành riêng cho Việt Nam nha các bạn. Bản đồ dành riêng cho Việt Nam luôn. Việt Nam lắp ráp mà. Đây các bạn để ý nè, ni lông nè. Ni lông chưa lột nữa nè. Lên trần ni lông ngập xe. Đó. Ở đây là đồ để kính đồ cũng giống thông thường như mấy xe kia thôi. Đây xe ha, nè, ni lông chưa lột nè. Bản này hai túi khí nha các bạn. Bản này hai túi khí trước. Hệ thống loa xe này tới 6 loa luôn nha. Nghe cực kỳ đã luôn á. Hệ thống loa tới 6 loa luôn. Có Bluetooth đuôi 3.5 rồi đầy đủ sạc không dây. Xe này có hệ thống Bluetooth rồi đầy đủ ha. Ok. Có Apple CarPlay luôn nha các bạn. Có hệ thống Apple CarPlay luôn á. Đây. Từ để tay đồ, học đường đồ ở trong này. Nói chung quá đã. À sen quá đã các bạn ơi. Option nhiều. Bản đặc biệt nó còn có cửa sổ trời nữa kìa. Ở ngăn chưa? City rồi đâu có đâu. City Vios đâu có cửa sổ trời đâu. Bản đặc biệt mới có nha các bạn. Đó. Đây gương ngập chỉnh điện tích hợp đèn LED luôn ha. Đèn LED luôn, màu đen nhìn rất là mạnh mẽ. Rất là cá tính. Đó. Mình cho các bạn xem là xe đang nổ máy từ đầu giờ luôn á. Đây xe có cái dải đèn LED nè. Đó. Sorry các bạn, mình để cái độ phân giải của cái máy mình nó hơi cao á, nên các bạn nhìn vô đây nó chớp á ha. Mình để tới 60 frame lận nên nó chớp. Nếu như mình để thấp thì nó sẽ không bị. Nhưng mà ở ngoài thì nó không bị ha. Đó. Đèn thì đèn projector luôn ha. Projector luôn, đèn cản đều đầy đủ. Máy nổ cực kỳ êm luôn nha các bạn. Cái la răng thì hình là lục giác. Nhìn rất là sắc góc cạnh ha. Đẹp, nói chung form đẹp. Nhiều option. Chuẩn đấy. Rồi mở khoang máy cho bạn xem. Đây máy xe đấy các bạn. Máy xe thì mình cho các bạn xem là nổ máy từ đầu tới giờ luôn. Máy nổ thì quá êm rồi. Máy 1.4 đi kèm với hộp số sàn 6 cấp ha. Cho ra công suất là 100 mã lực. Đâu đó khoảng 100 mã lực nha các bạn. Xe mới về, mình chưa vệ sinh luôn. Đây nó hơi bụi chút xíu thôi. Nhưng mà khi giao cho các bạn thì mình đã nói từ đầu rồi đó. Bên mình sẽ vệ sinh máy gầm nội thất cho các bạn sạch sẽ, sạch bon luôn. Giao xe trong tình trạng sạch sẽ nhất luôn ha. Nên về cái vấn đề mà bụi bặm thì các bạn chẳng phải lo ha. Đó, xe này nổ quá êm rồi. Đây mình cho các bạn xem đang nổ máy nè, thấy chưa? Xe này chuẩn luôn nha các bạn. Mình nói là xe này chuẩn như xe mới luôn ha. Mới chạy 10.000 cây thì mới roda thôi, chẳng vấn đề gì các bạn phải lo. Đó, xe này thì chắc chắn là bên mình cam kết động cơ hộp số đó nguyên zin hết rồi. Không cấn đụng, không máy móc, khung gầm nguyên bản, hồ sơ pháp lý rõ ràng hết nha. Xe này thì bên mình đứng tới bảo hành cho các bạn 6 tháng hoặc là 10.000 cây luôn. Rồi còn bảo hành của hãng tới 3 năm nữa. Nên các bạn chẳng có gì phải lo hết ha. Rồi, xe này mình báo luôn mức giá nha. Chủ xe người ta ký gửi bên mình với mức giá là 476 triệu nha các bạn. 476 triệu bằng luôn giá niêm yết hiện tại bây giờ luôn. Đó, tại vì xe hãng bây giờ không có hàng giao, các bạn cầm tiền đi mua xe mới không có ha. Đó. Rồi, xe này thì như xe mới thôi, các bạn đỡ được cái tiền thuế ha. Đỡ được cái tiền thuế mấy chục triệu. Đó, rồi, các bạn nào quan tâm xe này liên hệ cho Trương nha. Số điện thoại 0972 608010. Đó, để xem và thử cái mặt xe này nha. Đó, bên mình vừa về con xe bên kia kìa. Một bạc bữa trước mình có quay á. Vừa về là chưa đầy 20 tiếng, chưa đầy 24 tiếng là anh em đã lấy rồi. Rất là hot, xe bây giờ rất là hot nha các bạn. Rồi, bạn nào quan tâm xe này liên hệ cho Trương liền nha. Số điện thoại 0972 608010.
để xem và thử mặt xe này nha. Anh em nào muốn bán xe cũng liên hệ cho Trương luôn, sẽ hỗ trợ cho bạn giá tốt nhất luôn. Ở giao dịch thì chỉ một lần một thôi. Rồi, cảm ơn các bạn xem video nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là bấm chuông thông báo để luôn cập nhật những video mới nha. Ok, bye bye.